Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu cho mọi người xem và lựa mua nhé. Đây. Giòn bắt cần cần. Đầu tiên là cây cần này. Đấy. 2m4 nha mọi người, 2m4. Đấy. Dàn khoan. Khoan còn ok nè, mà mình coi như là khoan hư đi. Cho mọi người mua cho dễ nhé. Này. Bát vặt, móc kim loại này. Dài 2m4, thu vào 86 cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 160 g. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đây, đọt đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Số 1 nha mọi người. Số 1, 90. Số 2, cái cần này, 3m6. Bát Fuji FX7. Khoan thì coi như hư hết nha mọi người. Khoan coi như hư hết. Đây, đầu bu cũng hư nè. Đầu bu hư nè. Đấy. Một lóng bán cho mọi người về lấy phôi cần với bát thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bốn lóng. Bát Fuji FX7. Cần dài 3m6, thu vào là 1m02, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 310 g. Đây là cây số 2. Rồi. 120.000. Số 2, 120.000 nhé. Số 3. Số 3 là một cây cần Ryobi nha mọi người. Bát Fuji FX6. Đấy. Cây cần này thì khoan nó hư hết rồi. Khoan nó hư hết, người ta cột mấy cái này làm khoan này, nhưng mà nó cứng cháy rồi. Về mọi người thay đi, thay khoan khác nhé. Mình coi như là khoan đồ hư hết nha mọi người. Đây, đọt đây, đọt cũng bị gãy một đoạn, đọt ngắn nhé. Ok, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng nha mọi người. Sáu lóng đấy, mình nói rồi, chỗ này người ta cột sáu lắm, mọi người về cắt hết ra cột lại khoan khác nhé. Mình coi như bán người phôi với lại bát thôi. Cần này dài hiện tại là 4m3, thu vào là 0,9 là 90 cm, đọt là 0,8 ly, 0,85 ly, cân nặng là 240 g. Đây là số 3. Số 3, 80. Số 4 là một cây cần 2m7. Khoan này coi như hư hết luôn nha mọi người. Khoan đầu bu hư hết luôn. Bán phôi cần với lại bát thôi. Chờ anh tiếp nè. Pin giờ chỉ có đem vô sạc thôi chứ hết pin rồi anh ơi. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Ba lóng. Đây. Cái này dài 2m7, thu vào là 98 cm, đọt là 2,7 ly, cân nặng là 210 g. Đây này cái số 4. Số 4. 70.000. Lái của pin của cái máy quặng bê tông á. Bỏ vào đó. Huh.
tiếp theo cái càng này đầu khoan coi như hư nha mọi người. Đây ở bu khô cằn bát Fuji một lóng hai lóng bát Fuji này. Đây. Cái cần này dài 1m9 thu vào là 1m04, đọt là 2,8 ly, cân nặng là 200 gram. Số 5 số 5 70.000. Số 6 là cái cần này. Đây 2m4 khoan đầu bu mình coi như hư hết nha mọi người. Đấy còn bát với phôi cần sạc cái sale tiếp theo, cặp sale tiếp theo đây. Một lóng hai lóng ba lóng ba lóng nha. Cần này dài 2m4 thu vào là 88cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 140 gram. Đây là cây số 6 số 6 nha mọi người. Số 6 cây này 70.000. À nó bị mắc cái nắp vặn chân cần này nhé. Số 7 là một cây cần ISO tiếp bát FK MX5. Cần này đây. Tính phôi cần với bát thôi nha mọi người. Còn khoan này thì coi như hư hết. Còn gì thì mọi người tận dụng gì được thì tận dụng nhé. Còn mình là mình xem như thứ hết. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Này số 7. Số 7 60.000. Số 8 là một cây cần Ryobi. Đấy. Khoan đầu bu coi như hư hết. Đấy. Tính phôi cần với lại bát thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Bát Fuji FX6. Cần này hiện tại dài 2m9, thu vào là 1m07, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 160 gram. 160 gram nha mọi người. Đây này cây số 8. Số 8 70.000. Số 9 là một cây cần Uban 2m4 Made in Korea xuất nhập. Khoan coi như không có luôn nha. Khoan đầu bu coi như không có luôn. Đọt một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Ba lóng. Bát nhựa vặn này. Cần này dài 2m4, thu vào là 89cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 210 gram. Đây này cây số 9. Số 9 nha mọi người. Số 9 60.000. Số 10. Đây, số 10.
Tiếp tục là một cái cần ISO Bass Fuji FS6. Cái cần này thì khoan coi như hư hết rồi nhé, khoan tục hết rồi nhé. Đây, đọt cũng bị gãy đồng một đoạn này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cái cần này hiện tại dài 3,5 mét, nó gãy khoảng 10 phân đọt á, 3,5 mét, thu vào là 1 mét, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 200 gram. Đây này cái số 10. Số 10 60.000. Số 10 60.000. Số 11 nha mọi người. Đấy, 11 là cái cần này. Đấy. Bass Fuji FX7 này. Đấy. Khoan đầu bu mình coi như hư hết cho mọi người về là lấy phôi với lại lấy bát. Rồi khoan thì mọi người tận dụng cái gì được tận dụng. 1 2 3 4 lóng nhé, 4 lóng. Cần này hiện tại dài 3,7 m, thu vào là 1,03 m, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 300 gram. Cái này cây số 11. 11 80.000. Số 12. Đây. Một cây cần súp 2,4 m. Khoan này thôi hư hết cho mọi người, hư hết. Khoan đầu bu. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Bát nhựa vặn này. Cần này hiện tại dài 2,35 m, chắc nó bị đem dơ nên là lúc mình rút con rút sợ rút không hết nha mọi người. 2,35 m, thu vào là 93 cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 180 gram. Đây này cây số 12. 12 60.000. Số 13 là một cây cần đây, cần súp 2,7 m. Đây. Nó bị gãy một đoạn đầu bu nhưng mà gãy một tí thôi. Chỗ này gãy một tí đầu bu chỗ này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng. Ba lóng ba màu. Đấy. Bát nhựa vặn nhé. Cần này hiện tại dài vẫn 2,7 m nha mọi người, gãy một tí thôi, thu vào là 98 cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng 180 gram. Đây này cây số 13. 13 40.000. Mười bốn là một cây cần, cái này là cây cần giống cần tay mà cột đây ta, cần tay đỡ máy nha mọi người, cần tay đỡ máy. Đấy, mình coi như cây cần tay đi, cần tay đỡ máy này, đọt đây, đọt nó bị gãy một đoạn này, hay là người ta mất luôn để cho nó cứng không biết. Đọt lóng, nó khoan nhỏ đây nha mọi người. Hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng. Đây. Bass Fuji FX5. Cần này dài 3,6 m, thu vào 1 m, đọt 1,7 ly, cân nặng là 160 gram. 160 gram. Đây là cây số 14. 14 60.000. Là cái cần này Bass Fuji FX7 súp nha mọi người. Đây. Đây. Nó bị mắc cái nắp vặn chân cần dưới này. Mắc cái nắp vặn chân cần nhé. Đấy. Lóng thì có cái lóng này nó dài hơn đây. Đây, bán về cho mọi người lấy cái phôi với cái bát nhé. Mọi người về làm gì đó thì làm. Đây, đọt nó cứng nha mọi người. Một lóng,
chỗ này hình như nó sợ tụt cái khoang đi, nó cọc lại đây sao hai. Ồ nó bị gãy cái đọt số 2 nha, gãy cái lóng số 2 nha mọi người. 2 3 4 alo. Đúng rồi nè. Thấy thằng lên nha, thấy thằng lên. Đây, cái lóng thứ hai này nó hư rồi nè. Đấy. Ok. Số 3, số 4, lóng số 3, số 4 với lại cái đầu còn ok nhé. Đấy. Hiện tại nó dài 3 mét, thu vào 1 mét 14, đọc 2,3 ly, cân nặng là 300 g. Cây này cây số 15. 15. 30.000. 15 30.000. Sáu là một cây cần kinh tên 2m7 nhé. Đây khoang coi như hư hết, khoang đầu bu coi như hư hết. Đấy, coi như hư nha mọi người, đầu bu thì còn nhưng mà mình coi như hư mình bán cho mọi người này, lấy phôi với lại lấy bắp thôi nhé. Đấy ba lóng nhé. Đây bắp vặn nhựa này, dài 2m7, thu vào 1m02, đọt 2,5 ly, cân nặng 180 g. Đây này cái số 16. 16 60.000. Số 17. Cần này 3m6, China xuất nhập nha mọi người. Đây, khoang thì cũng tục hết rồi. Đây, còn hai cái khoang đây mình coi như khoang hư hết nhé. Đây, đột có bị gãy một đoạn nha mọi người, không ảnh hưởng gì máy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cần hiện tại dài 3m5, 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 thu vào 1 mét, đọc là 1,9 ly, cân nặng là 200 g. 200 g, đọc nó bị gãy khoảng 10 phân nhé. Cây này cây số 16, số 17 rồi chứ, số 17. 70.000. Tám là một cây cần tay mà chế thành cần ISO nè. Cần tay chế thành ISO, giờ mình tính như cần tay luôn nha mọi người. Còn khoan thì về mọi người tự tháo ra, tận dụng cái gì đó tận dụng nhé. Đó, hay sửa giờ làm vẫn y cần cái ISO thì tùy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nhé. Cần dài 2m4, thu vào là 95cm, đọc là 1,1 ly, cân nặng là 110 g. Cây này cây số 18. 18 40.000. Số 19 là cây cần này súp 2m7, khoan coi như hết, mọi người lấy phôi lấy bát thôi mọi người. Đấy, một lóng, hai lóng. Ba lóng, bốn lóng mọi người, bốn lóng. Cần dài 2m7, thu vào là 86cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 140 g. 140 g nhé. Cây này cây số 19. 19, 60. Số 20. 20 là một cây cần Shimano. Shimano Bass Fuji FX6 nhé. Cần này cần ISO. Này, khoan vào đó mình coi như hết. Khoan
đầu bu mình coi những thứ hết nha. Đấy, đọt này, đọt chỗ này, chỗ này nấu đọt tháp thì sao mọi người, một lóng, hai lóng thôi, hai lóng, đọt này chắc thay rồi. Cần hiện tại dài 2m1, thu vào là 1m12, đọt 1,8 ly, cân nặng là 160g. Cây này cây số 20. 20. 40.000. Mốt là một cái cần súp Bass Fuji FX6, khoan thì coi như hư hết nha mọi người, khoan thì coi như hư hết đấy, này máy khoan Fuji này, đấy, khoan coi như hư hết, đầu bu cũng coi như hư luôn, tính phôi với bass thôi, một lóng, hai lóng, ba lóng, cần dài 2m7, thu vào 1m, đọt 2,5 ly, cân nặng là 160g. Cây này cây số 21. Số 21 chưa ta? Số 21. Ok. 21. 60.000. 21, 60.000. Số 22. Đấy, cây cần này súp này, khoan này mình coi như hư hết luôn nha mọi người. Cho mọi người lấy phôi với bát thôi, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Cần này dài 2m4, thu vào là 94cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng 160g. 160g nhé. Đây này cây số 22. 22, 70.000. Số 23. Đây, tôi cần 27 súp nhé. Đây, khoan đây nhưng mà xem như hư hết luôn. Xem như hư khoan hết, tính phôi với bát thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Bát trượt vặn này, bát vặn nhựa chứ quay. Cần này dài 2m7, thu vào là 98cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 210g. Cây này cây số 23. 23, 70.000. Hai mươi bốn là một cái cần Nixon nhỏ nhỏ nơi đây này, Bass Fuji FX5, cái cần này câu tôm nó bài luôn, câu tôm nhau rồi này, đọc đây nhé, câu tôm nó bài luôn, cần câu tôm, cần này chỉ dài 1m06 thôi, đọc là 1 ly, thu vào là 56cm, cân nặng là 60g. Cây này cây số 24. 24, 90.000. 25. 25, tiếp tục một cây cần câu tôm. Đây, cần câu tôm nha mọi người. Đây, đọt đây. Ok. Đầu bu này. Đó, cần câu tôm nhé. Bass Fuji FX5 nhé. Cần này dài 1m17, đọt là 0,9 ly, thu vào là 63cm, cân nặng là 610g. Cây này cây số 25. 25 nhé, 90.000. 25, 90.000. Hai mươi sáu là một cây cần ba khúc, cần ba khúc nhau được. Đấy, 26 một cây cần ba khúc. Đây, khoan vẫn còn ok, nhưng mà mình bán cho mọi người là chỉ tính phôi với lại bát thôi nhau được.
đấy, ba khúc này đấy, chỗ này nó cái chỉ này nó bị sổ này, nó cọc băng keo cho thôi, khỏi sổ chỉ thì chứ không có bị gì nha mọi người. Đây bát vặn kim loại này, thấy chưa, càng này dài 2m4, ba khúc 2m4, thu vào là 84 cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 280 gram. Cây này cây số 26 90. Là cây cần này Bass Fuji FX6 cần súp nha mọi người, súp đây khoan đồ cầu, nhưng mà mình bán coi như là tính phôi với lại tính bass thôi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, cần dài 3 mét, thu vào là 1m11, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 220 gram. Cây này cây số 27 80 nghìn. Số 28 là một cây cần súp NFT 2m7. Đây khoan của nó, đây có cái hư có cái còn, mình coi như hư khoan hư đầu bu hết nha mọi người. Đây đọt thì đọt tháp, người ta nấu đọt hay thế này, đây đọt tháp nhé. 1 lóng, 2 lóng, ba lóng nha mọi người, 3 lóng. Bát vặn kim loại này, cần này dài 2m7, thu vào là 1m03, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 320 gram. Đây này cây số 28 90 nghìn. Cây cần súp 2m4, đấy khoan coi như hư hết, đầu bu coi như hư luôn nha mọi người, tính thôi cần với bát thôi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, bát nhựa vặn nè, cần dài 2m4, thu vào là 88 cm, đọt 2,5 ly, cân nặng là 200 gram. Đây này cây số 29 70 nghìn. Số 30 một cây cần Olympic, cần Olympic nha mọi người, bát FK FX6, cần ISO, mắc một cơ số khoan là coi như hư luôn này, đọt bị gãy rồi nè, cái này về thay đọt đi nhá. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, mà cái đọt nó bị gãy khá là nhiều rồi, nên về mọi người thay đọt đi, mình coi như là nó bị mắc đọt. Đây cần này hiện tại dài 2m rưỡi, thu vào là 81 cm, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 120 gram. Đây này cây số 30 30 nghìn. Ba mươi mốt là một cây cần hiệu Ebisu hay là Sunwise gì đó, không nhớ lắm. Cây này là cây cần tay máy phụ, cần tay trợ máy nha mọi người. Đây đọt khoan của nó đây, đấy cái đọt của nó bị gãy đọt này, mình coi như là hư đọt rồi, mắc đọt rồi nhé. Mọi người về lấy mấy cái khoan này thay cái đọt khác nhé. Đấy người ta có nấu rồi đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. Này mình bán coi như mọi người lấy phôi với lại lấy bát thôi, lấy bát thôi nha. Cây cần này dài 3, hiện tại dài 3m7, thu vào 92 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 200
20g. Cây này cây số 31. 31 70.000. ba mươi hai tiếp tục là một cây cần tay máy phụ, cần tay máy phụ nhé. Đây. Đọc kế một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng nha mọi người. Bát FK FS6, cần này dài 2m8, thu vào là 1m08, đột là 0,8 ly, cân nặng 120g. Đây là cây số 32 70.000. Số 33 là một cây cần súp 2m4. Đây khoan coi như hư hết nha. Tính đầu bu tính phôi cần đâu. Tính phôi cần với lại bát thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đây. Cần dài 2m4, thu vào là 87cm, đọt là 2 ly, cân nặng 180g. Bát vặn này, móc kim loại này. Đây này số 32. 33. 33. 33, 70.000. Là một cây cần 3m6, cần súp nha mọi người. Đấy. Khoan đầu bu coi như hư hết đi. Khoan đầu bu coi như hư hết nhá. Đấy, đọt nè. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Khoan đầu bu coi như hư hết. Tính phôi cần với bát thôi. Bát Fuji FX7, cần dài 3m55, thu vào là 1m02, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 300g. Cây này cây số 34, 120.000. Tiếp theo số 35 là một cây cần 35, là một cây cần 2 thúc Olympic nha mọi người. 2 thúc Olympic. Đấy. Cần này thì dưới cái góc nó cái gỗ chỗ này nó bị bể một tí rồi nha mọi người. Đấy. Đột này. Khoan cái cần này, khoan đồ còn ok nha mọi người. Khoan đồ còn ok. Bắt vặn kim loại này. Đấy. Khoan còn ok, mình bán cho mọi người lấy phôi thì mình ưng khoan này thì khoan hơn thì về mọi người cọc khoan khác nhé. Đấy, bán cho mọi người lấy phôi lấy bát là chính, tính phôi tính bát thôi, còn khoan mọi người về để đi dùng hoặc là thay dàn khoan tùy mọi người. Và 2m1 thu vào là 1m06, đột là 1,1 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 35 90.000. Rồi, số 35 hôm nay là kết thúc video này của mình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Và mọi người mua hàng á, thì vui lòng là điện thoại trực tiếp giúp mình nhé. Điện thoại trực tiếp, không mình không bán hàng qua comment, không bán hàng qua tin nhắn, không bán hàng qua Zalo nha mọi người. Mọi người chỉ có điện thoại trực tiếp để chốt hàng giúp mình thôi. Rồi, mọi người trước khi nhận hàng thì vui lòng là kiểm tra hàng cẩn thận giúp mình xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, có gì liên hệ bên mình để hỗ trợ giải quyết thôi. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà
mọi người cứ không xem hàng xong rồi nhận hàng xong rồi mới báo mình là nó bị thế này bị thế kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.